Tiếp tục chương trình làm việc ở Campuchia, sáng nay tại thủ đô Phnom Penh, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm và giao lưu với Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia. Tại đây, ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, thông tin về đời sống người dân gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia, các hoạt động của chi hội phụ nữ và hỗ trợ tư pháp cho người dân nơi này, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền chị em phụ nữ trong việc nhận diện tính chất lừa đảo, việc nhẹ lương cao, tránh bị sập bẫy. Hội cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và sở ngành quan tâm hỗ trợ cho hội hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp mong muốn thời gian tới tiếp tục phối hợp với chi hội phụ nữ Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế và vun đắp tình hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Trước đó, chiều hôm qua, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng chi hội phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển tỉnh Prey Veng đã đến huyện Bim Cho thăm hỏi đời sống của người dân gốc Việt tại Campuchia. Qua đó, đoàn công tác cùng bà Long Kun Thia, phó tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, trao tặng quà cho 30 chị em phụ nữ khó khăn. Đoàn cũng đã đến tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của hội phụ nữ nơi đây.